Tỷ tỷ, mấy con nhỏ cùng bên cạnh nói với em là bảo tàng rồi. Nghe xong mừng ơi là mừng. Làm bữa giờ em trốn nhà không dám ra ngoài đường luôn. Em sợ ở ngoài bảo nó cho em vé đi mua né này thôi rồi luôn. Mấy đứa thấy hôm nay chị có đẹp không? Nó không phải khen chứ mặt chị sâu như con chó bị đụng xe vậy. Mũi đi đâu cũng phải có dù hết đi hả? Mỹ phẩm Tattoo Luxury của hoàng thượng tặng cho mũi đâu sao không xài đi? Không thì mình nấu nước sôi trụng cái là trắng liền ha. Vậy chiều nay em trụng chị thử nha. Lỡ có gì em chị làm mắm luôn. Tham kiến hành phi, tham kiến tỏi phi. Tỷ tỷ, tham kiến hành phi đi bà nội. Em bắt đái hả? Lẹ đi tí. Thiệt là tức quá đi mình. Người chính là Nguyễn Thị Hành, con của bà Hạ phải không? Tốt nhất là ngươi nên về nhà phi hành bán hủ tiếu đi ha. Sách dép cho chị còn chưa có tư cách nữa đó, đòi đi gặp hoàng thượng nữa. Khốn nạn thiệt. Thôi mình đi vậy đi. Cúc dịch tài nhân tham kiến hành phi tội phi. Hai con mắm thúi, chúc hai chị sống lâu trăm tuổi, con cháu chết hết mà vẫn còn sống. Merci madame. Hai tỷ sửa mũi đi đường nhớ cẩn thận, coi chừng dắp hột mít té lòi cái sọng mũi á nha. Hoàng thượng ngỏng tặng Tattoo Luxury cho bả ganh tị á mà. Thà chị khốn nạn công khai còn hơn giả nai như mấy đứa. Tattoo Luxury ta nhất định phải có cho bằng được. Cô tụi nó ăn hiếp con, cô xử tụi nó chứ con đi. Thôi ồn quá, có phải bị hiếp đâu mà la dữ vậy. Ai biết hồi xưa mày kiếm chuyện với tụi nó, bây giờ nó chơi lại là đúng rồi. Người ta nói đánh chủ còn phải nể mặt chó. Nó đánh con tức là đâu có nể mặt cô đâu. Cúc dịch tệ nhân đúng là ngu mà thích thể hiện. Người ta nói đánh chó này mặt chủ, vậy nó đánh chủ đi mặt chó. Trời, nói vậy chẳng khác nào chị nói Tiêu Phi là cờ hó. Đẹp như phải có não mới được. Cả hoàng cung ai cũng biết Tattoo Luxury đang có chương trình thẻ cào may mắn đón năm 2018. Một giải đặc biệt là một đôi bông tai kim cương trị giá 100 triệu. 3 giải nhất là một chuyến du lịch Dubai. 5 giải nhì là một iPhone X. 10 giải 3 là 5 chỉ vàng 24K. Chưa hết đâu, còn 50 giải phụ trị giá 20 triệu, 1000 giải khuyến khích, một lọ nước thần Tattoo và hàng ngàn giải thưởng khác. Bất kỳ đại lý cửa hàng khách hàng nào cũng đều tham gia được hết. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều. Cải cách tiếng Việt khó vậy mà còn có người làm. Tattoo Luxury, có mua là có trúng. Chị, sao da của chị đẹp nha? Là Tattoo Luxury của hoàng thượng cho đó hả? Ba là con lai nên đẹp tự nhiên mà. Vậy là hồi xưa má tỷ lấy Mỹ hả? Đâu có đâu, tỷ lai Campuchia. Giờ tỷ uống thuốc chưa? Nói tầm bậy không hà. Tỷ đâu có bị gì đâu, mới chuyển sang chích nè. Nói giỡn chứ thật ra tỷ là đại lý của Tattoo Luxury mỹ phẩm sạch Nhật Bản. Nguyên liệu của Tattoo Luxury là nhập 100% từ Nhật. Nói về chiết khấu cho đại lý thì bao hấp dẫn luôn. Lẹ vậy má, Tattoo Luxury đang tuyển đại lý kìa. Nghe nói đại lý được tặng hóa đơn băng keo Tattoo nữa. Tùm lum tá lả trên. Có chuyện gì mà vui quá vậy? Một trái nhà. Hồi đó giờ có ai nói tỷ bị vô duyên chưa? Hình như chưa. Thường thì người ta nói tỷ bị mắc đằng dưới không à. Nói chứ tỷ biết tụi nó đi đâu mà. Tụi nó đi đăng ký làm đại lý cho Tattoo Luxury chắc luôn. Vừa được đào tạo marketing mà còn được gặp người nổi tiếng nữa. Tattoo Luxury cam kết ba có tầm, kiến thức, hiệu quả. Hồi ấy vậy? Ba có vậy có ba không luôn không? Có luôn. Không kem trộn, không chất cấm, không chất độc hại. Có phiếu bảo hành gia vĩnh viễn luôn mà. Chị thấy em có nên làm đại lý không? Được đó, kiếm tiền thưởng Tết chơi lô tô.